Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều nay, ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Sở Tư pháp Quảng Nam trao đổi về quyền tự do kinh doanh. Quảng Bình phát huy có hiệu quả quyết định số 716 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nhà ở cho trẻ lũ. Phóng sự Hội viên nông dân làm kinh tế giỏi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 9, Sở Tư pháp đã tổ chức tọa đàm trao đổi về quyền tự do kinh doanh, cả quy định liên quan đến doanh nghiệp được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Đây là một trong những hoạt động thực hiện chương trình 585 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và đề án tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. Thể chế hóa quan điểm đường lối của Đảng và Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng như Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2013, trong đó có nội dung quy định về quyền tự do kinh doanh. Việc thừa nhận và đảm bảo quyền tự do kinh doanh là cơ sở hình thành môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh cho từng lĩnh vực kinh tế cụ thể cũng như cho toàn bộ nền kinh tế. Trong đó, nhà nước sẽ điều tiết nền kinh tế thị trường thông qua cơ chế điều tiết kinh tế vĩ mô dựa trên hệ thống pháp luật phù hợp, chính sách đúng đắn và các giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tại tỉnh Quảng Bình, hệ thống pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký thành lập hoạt động tổ chức tín dụng đã được ban hành khá đầy đủ, kịp thời và phát huy hiệu quả tích cực. Hàng năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục tăng. Đến nay đã có 3.650 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký là 15.570 tỷ đồng, thu hút trên 50.000 lao động thường xuyên và hàng chục nghìn lao động thời vụ. Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, mở rộng sang nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh tại Quảng Bình vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Cả quy định của pháp luật thiếu tính đồng bộ, chưa có sự thống nhất dẫn đến khó khăn trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại cả địa phương. Về tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát cả chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến quyền tự do kinh doanh chưa được quan tâm. Vì vậy, một số chính sách đã ban hành nhưng chưa được triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 15 tháng 9, công trình bể bơi do dự án Golden West tài trợ cho trường tiểu học Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đã được khánh thành. Cùng với trường tiểu học Đồng Phú, trường tiểu học thị trấn Quán Hào cũng là đơn vị được dự án tài trợ và bàn giao công trình này. Golden West là một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ. Công trình bể bơi dành cho các trường tiểu học Đồng Phú và thị trấn Quán Hào là những hoạt động nằm trong dự án bơi an toàn cho trẻ em mà tổ chức đang triển khai thí điểm tại tỉnh Quảng Bình. Tổng kinh phí tài trợ cho hai công trình này là hơn 33.000 đô la Mỹ, tức gần 700 triệu đồng. Mỗi công trình bể bơi là một hệ thống gồm nhà bơi, bể bơi di động, máy bơm nước, nhà thay đồ, khu tắm tráng. Ngoài ra, dự án cũng đã thực hiện 3 khóa đào tạo về kỹ năng sải bơi an toàn, giám sát và sơ cấp cứu đuối nước cho 19 giáo viên dạy thể dục trên địa bàn thành phố Đồng Hới và thị trấn Quán Hào. Với công trình này, các em học sinh sẽ được học bơi một cách bài bản tại trường, có phần nâng cao thể lực và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Năm 2013, cùng với các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Quảng Bình đã triển khai quyết định số 716 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thí điểm cho trẻ lũ cho cả khu dân vùng thường xuyên bị ngập lũ. Đến nay, công trình đã phát huy tối đa hiệu quả, có phần giúp cả khu dân chủ động phòng chống lũ bão, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra. Tỉnh Quảng Bình đã tiến hành hỗ trợ cho 100 hộ dân của hai xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh và Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn để xây dựng 100 cho trẻ lũ. Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí trên, người dân đã tiến hành cải tạo, nâng cấp sửa chữa nhà ở và xây dựng cho trẻ lũ ngay tại ngôi nhà của mình. Bình quân mỗi cho trẻ lũ ở Quảng Bình được người dân bỏ thêm kinh phí và vay vốn chính sách ưu đãi của chương trình để đầu tư xây dựng với tổng kinh phí là 30 triệu đồng. Nhờ cả công trình cho trẻ lũ, người dân không chỉ có nơi trú ẩn an toàn mỗi khi nước lũ dâng cao, mà phần lớn lương thực, thực phẩm và tài sản của gia đình cũng được bảo quản cất giữ an toàn, có phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Hiện nay, các trò trẻ lũ ở Quảng Bình đã tiếp tục phát huy hiệu quả trong cộng đồng dân cư trong mùa bão lũ năm 2014. Những năm qua, mô hình xây dựng kinh tế trang trại gia trại được nhiều người lựa chọn bởi tính phù hợp, nâng cao được năng suất và tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Không những giúp người nông dân nâng cao thu nhập mà còn giải quyết được việc làm cho lao động tại địa phương, có phần xây dựng nông thôn mới. Thì đến hết quý 2 năm 2014, tại Quảng Bình đã có 640 trang trại đạt tiêu chí do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Trong đó có trên 200 trang trại chăn nuôi tổng hợp, gần 300 trang trại trồng trọt và trên 100 trang trại chăn nuôi.
Những năm gần đây, nhận thức của nông dân đã có nhiều thay đổi, nhiều hộ gia đình đã bỏ cách chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ, cố gắng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và phần đồng nguồn lực từ gia đình để tập trung đầu tư lớn hơn, làm kinh tế trang trại quy mô lớn. Cùng với đó, bà con nông dân được hướng dẫn cả quy trình kỹ thuật về chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và gia súc gia cầm. Đặc biệt, cả trang trại đã có mối liên hệ với nhau trong việc cung ứng con giống, thị trường tiêu thụ, giúp người nông dân yên tâm phần nào trong vấn đề đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã và đang được triển khai có hiệu quả ở nhiều địa phương, trong đó hội viên nông dân là những người đi đầu trong phong trào này. Thực tế cho thấy ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có quy mô lớn với những cách làm hiệu quả, qua đó giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Phóng sự sau được thực hiện tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Đây là trang trại tổng hợp của anh Trần Thanh Tung, hội viên nông dân xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Với quyết tâm làm giàu, cùng sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của hội nông dân xã, năm 2008, anh Tung đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp trên diện tích 2,5 hectare. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa sản xuất, vừa đầu tư, mở rộng quy mô, nên đến nay gia đình của anh đã có một cơ ngơi rộng lớn với trên 150 con lợn nái lẫn lợn thịt, trên 2.000 con gà. Ngoài ra, để tận dụng nguồn thức ăn chăn nuôi, anh còn kết hợp nuôi vịt, đào ao thả cá. Trên diện tích đất đồi rộng lớn, anh còn trồng cao su, hồ tiêu. Tính trung bình mỗi năm, trang trại của anh cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Cái địa hình địa bàn miền hành cũng có cái phần lợi so với để phát triển chăn nuôi đó. Từ chỗ đó với miền qua nắm bắt cái trên TV rồi là đài rồi qua mạng internet thì cũng phát triển dần. Đầu thì nói chung mình cũng nuôi chỉ có vài chục con lợn rồi vài trăm con gà, rồi từ cái chỗ đó mình cảm thấy cũng còn lại, từ đó bắt đầu mình cứ mở rộng lên rồi là thì giờ là mình cũng có một cái cơ sở ăn tiến độ một tí. Hiện nay là có những cái ưu đãi của nhà nước về cái hạ lãi suất ưu tiên trang trại thì nói chung thì lãi suất thấp, và hai là giá là ngân hàng tạo điều kiện cho mình vay cái vốn ngắn dễ hơn, nên từ cái chỗ đó là mình dễ đầu tư và để phát triển được. Không chỉ anh Tung mà còn rất nhiều hội viên hội nông dân của xã Dương Thủy làm kinh tế giỏi. Để giúp đỡ nông dân làm giàu, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các cấp các ngành mở các lớp tập huấn, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó làm đổi mới cách nghĩ cách làm của hội viên, có phần xây dựng các mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao. Từ kinh nghiệm kiến thức có được cùng với nguồn vốn vay ưu đãi của hội nông dân, nhiều hội viên hội nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới, cách làm hiệu quả với quy mô sản xuất lớn, tạo nguồn thu nhập ổn định. Hội nông dân cũng xã cùng với huyện đồng phát động phong trào thi đua đang phát triển hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thì chưa có sở anh Tung đi. Anh em trong là ban chấp hành hội thì đã luôn biểu dương tuyên truyền và để với nhân rộng. Hiện nay trên địa bàn xã là có bộ mô hình được huyện là cấp giấy chứng nhận trang trại. Phát huy vai trò của hội nông dân, nhiều hội viên hội nông dân đã không ngừng nỗ lực tăng gia sản xuất, giúp nhau làm sao chính đáng. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương mà còn có phần không nhỏ đối với việc thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Trưa 26 tháng 9, bão số 3 đã vượt qua phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc đi vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Hiện nay hoàn lưu bão đã ảnh hưởng đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, gây gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 9. Ở đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc, 109,8 độ kinh đông, cách bờ biển Hải Phòng Quảng Ninh khoảng 320 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Đến 1 giờ 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc, 106,3 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới, và sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 103 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa phía tây cơn bão số 3, nên thời tiết trong 24 giờ tới trời nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chiều tối nay, ngày 16 tháng 9. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có nơi mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ 25 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ 25 đến 28 độ. Vùng biển có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió tây đến tây bắc cấp 6 cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.